Iya. Là A2.0 là một xe tôi thích. Dẫn động cầu sau nền tảng khung gầm BMW. Thương hiệu Việt Nam, rất nhiều đồ xịn. Da thì mềm, sàn rất phẳng. Lắc A2.0, hệ thống cam 360. Lắc A2.0 rất là đẳng cấp, rất là đáng tự hào. Lắc A2.0 nhẹ nhàng như thế này rồi đấy. Phát Lắc A2.0 đang đứng ngay bên cạnh tôi. Màu vàng tì tròn 20 đẹp, chỉ nhàn báo rẽ led nhé. Đẹp cái giải đèn led này, đẹp phần đèn pha và đèn led. Đẹp đấy chưa? Rất là xúc động và rất là tự hào.